tháng 6 năm 2012 thì lúc đấy là mang cái cây này về Việt Nam trồng. Lúc ấy thì trồng, thực ra sang bên kia thì mấy anh em nhìn chất lượng trầm của nó cũng đánh giá rất cao rồi. Thế nhưng mà sau khi tìm hiểu thì ở Việt Nam chúng ta không phải ở cái chỗ nào cũng có thể trồng được. Bởi vì bản chất cây này thì nó cần rất nhiều dinh dưỡng. Nó khác với những dòng khác, nó có thể chịu được đất cằn, nó có thể chịu được đất nó khô hạn một chút. Nhưng đối với dòng vua dầu này thì cần những cái lượng đất màu mỡ. Và trồng thì thường là sẽ phải có cung cấp được cái nguồn nước. Nên khi mà chúng ta trồng được, nếu mà chúng ta đảm bảo được cái yếu tố của nó thì cái trầm của nó ra sau này nó rất là tốt. Và thường thì nó tạo vào đầu mấu rất là nhanh, rất là đen, hắc dầu vương hay còn gọi là vua dầu. Thực ra thì nó thuộc họ lá dầu, nhưng bản chất cây vua dầu nó cũng có nhiều loại. Nhưng chúng ta cần phải chọn đúng cái dòng lá dầu. Lá dày, dài, tưởng chừng như kim sa, nhưng mà thường hai cái bầu đuôi này này, hai cái bầu đuôi lá thì nó lại lở ra chứ không co vào và cân bằng. Và cái lá nó dày hơn, xanh đậm đen hơn. Còn kim sa thì lá nó hơi ngả vàng xanh đấy, tức là một màu xanh nhạt. Còn đây là vua dầu thì nó dày và xanh đậm hơn. Khi chúng ta trồng cái cây này thì ở miền Bắc thì đa phần là chúng ta trồng được. Nhưng ở miền Trung, miền Nam, những cái nơi đất cằn cỗi khô hạn thì chúng ta nên tránh. Còn nếu như chúng ta đảm bảo được yếu tố nước, đất chúng ta có thể cung cấp được độ ẩm, thì đây là một trong những loại mà chúng tôi đánh giá rất tốt. Mặc dù thời gian đầu khi mà cắt cành vết tổn thương thì nó ra trầm rất là nhanh, nhưng về sau bởi vì bản chất cái lượng dầu của nó rất đặc cho nên nó tràn xuống rất từ từ. Thời gian thu hoạch tối thiểu là 7 năm. Nếu như các bác có thời gian chờ đợi mà chúng ta trồng chính xác thời điểm đó thì khi chúng ta trồng cây này cũng là một lợi thế. Nhưng yêu cầu đất thổ nhưỡng là chúng ta phải trồng đảm bảo được cái yếu tố là sau này nó tạo trầm ở cái thân cây ấy, là nó tràn rất từ từ, nhưng mà nó chảy đến đâu thì tưởng chừng như là chìm đến đấy. Cái loại này cũng rất tốt. Thực ra thì đối với cây vua dầu này thì khi mà mang về Việt Nam trồng thì chúng tôi rất ngạc nhiên, bởi vì đất ở Tam Đảo chúng tôi thì là mưa thuận gió hòa, hầu như là lượng mưa hàng năm rất nhiều, đất ẩm, rừng thì tự nhiên, và đất lâm nghiệp thì cũng đất màu mỡ chứ không phải đất kém. Và khi trồng cái này rất ngạc nhiên là nó ra lộc rất nhanh và lớn rất nhanh. Và tốc độ tạo trầm ở cái đầu mấu khi chúng ta cắt cành cũng rất nhanh. Đấy, nhưng mà khi nó tràn xuống thì nó tràn rất từ từ. Đấy, cái dòng này thì đặc biệt nó là như thế. Và khi mà chúng ta bà con chúng ta trồng cây này thì chúng ta phải xác định cái tỉnh thành chúng ta trồng. Và trước hết, trước khi trồng chúng ta nên hỏi ý kiến các chuyên gia. Đây là một trong những cái chúng tôi muốn chia sẻ cho bà con. Đừng quên theo dõi hành trình phát triển cây kỷ Hà Nam tại Việt Nam của tôi là Biên, giám đốc điều hành trung tâm cây giống Tam Đảo.